Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Business và Lifestyle của SinFat. Buổi tập ngày hôm nay sẽ không giống hầu hết các video thường xuất hiện ở trên channel của mình. Lần này chúng ta sẽ có một buổi tập để rèn luyện sức mạnh cũng như thể lực cho phần thân trên, cùng một buổi tập cực kỳ explosive. Bình thường, như mọi người có thể thấy thì mình thường tập theo phong cách kiểu rất là kiểm soát và tập trung vào cảm nhận của cơ bắp với mức tạ cũng khá nặng. Bởi vì thường thì mục tiêu luyện tập của chúng ta ở trên channel của mình là làm sao để phát triển được nhiều cơ bắp hơn. Nhưng mình nghĩ là thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đa dạng hóa phong cách luyện tập của mình để cho cơ thể có cơ hội được phát triển toàn diện hơn, các buổi tập trở nên phong phú và hấp dẫn hơn nữa. Thay vì nhắm vào mục tiêu phát triển cơ bắp, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập để làm sao học được cách vận dụng cơ bắp của mình một cách hiệu quả hơn, nâng cao thể lực, tăng tốc độ phát lực cũng như các bài tập sẽ rất là nhanh và mạnh mẽ. Không đơn giản là làm sao để chống lại được nhiều kháng lực nhất hay đẩy, kéo tạ nặng nhất có thể nữa, mà ở đây chúng ta sẽ tìm cách để sử dụng cơ bắp vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chính xác và bền bỉ hơn. Trong thực tế cuộc sống cũng như trong hầu hết tất cả các môn thể thao, không phải lúc nào chúng ta đẩy được càng nặng, kéo được càng nặng là càng tốt. Chỉ trừ có trong bộ môn powerlifting hay Olympic lifting là những bộ môn thi kéo đẩy tạ rồi thì không nói làm gì. Còn trong hầu hết tất cả các môn thể thao khác thì điều đấy không hẳn là cần thiết. Và kể cả việc khối lượng cơ bắp lớn hơn cũng chưa chắc là đã tốt hơn hay có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Nếu các bạn có khối lượng cơ bắp lớn hơn mà không kiểm soát được toàn bộ cơ bắp của mình thì sẽ không vận dụng được một cách hiệu quả toàn bộ sức mạnh, sẽ không bằng một người có ít cơ bắp hơn nhưng mà vận dụng được hết toàn bộ sức mạnh của mình. Khối lượng cơ bắp càng lớn cũng đồng nghĩa với việc cảm nhận và kiểm soát cơ bắp cũng sẽ khó hơn. Các bạn hãy tưởng tượng như là lái một con tàu thủy lớn ra khơi chẳng hạn. Tàu càng lớn sẽ giúp cho chúng ta đi được càng xa hơn và đón được những con sóng càng lớn hơn. Nhưng mà chắc chắn là việc lái những con tàu khổng lồ như vậy là không hề dễ dàng gì và nó sẽ đòi hỏi người thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn lái kiểu cano, xuồng hay là mấy cái thuyền thúng ấy, một người lái cũng được mà, đơn giản đúng không? Nhưng mà lái thuyền to thì phải khác. Hoặc các bạn cũng có thể thấy ở các vận động viên bóng rổ, bóng đá chẳng hạn, họ là những người rất cần sức mạnh đến từ cơ bắp. Vì đương nhiên rồi, cơ bắp là nền tảng của mọi vận động mà. Nếu các bạn muốn chạy nhanh hơn này, bật cao hơn này, hay thậm chí là đấm mạnh hơn thì đều cần tới cơ bắp. Nhưng khi đã phát triển được khối lượng cơ bắp đến mức cần thiết thì họ sẽ có những bài tập riêng để học cách kiểm soát cũng như tối ưu hiệu quả vận động của cơ bắp. Và đối với cách mình tập calisthenics cũng tương tự như vậy, mình cần có cơ bắp để có sức mạnh, sau đấy thì mình sẽ tập các skill, các bài tập kỹ năng để học cách kiểm soát cơ thể của mình. Nếu các bạn có cùng mục tiêu tập như mình hay đơn giản là muốn tập thử như một vận động viên thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một buổi tập thân trên cực kỳ thú vị, có cả đẩy, cả kéo, có cả calisthenics và có cả tạ luôn. Chắc chắn là sẽ rất thử thách và cuốn hút luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi lấy một vài món gear mới cho buổi tập ngày hôm nay rồi đến phòng tập quẩy thử luôn. Đi thôi. Động tác đầu tiên mình sẽ tập là 10 rep barbell clean and press. Mọi người nhớ bắt đầu với tạ nhẹ thôi nhá. Bài tập này gồm hai chuyển động là clean và press. Bắt đầu từ vị trí như deadlift, đạp chân xuống sàn với sức để kéo tạ lên. Khi tạ lên thì bắt nhịp để thực hiện cùng lúc việc đẩy hông về phía trước, thẳng chân và thực hiện một cái shrug để kéo tạ lên, đồng thời lái cùi trỏ về phía trước để bắt tạ ở trên ngực. Đến đây sẽ gọi là clean. Tiếp theo là press thì chúng ta sẽ đẩy tạ lên dứt khoát, đi qua đầu như đẩy vai thôi. Bài tập này sẽ giúp bạn xây dựng cả sức mạnh, tốc độ và sức bền của cơ bắp. Như các bạn thấy ở đây, bài tập này phối hợp rất nhiều động tác, gần như là 3-4 động tác trong một bài tập rồi nên sẽ rất tốn sức dù cho sử dụng tạ không hề nặng một chút nào. Với bài tiếp theo là landmine pull and push, lại một động tác vừa kéo vừa đẩy nữa. Đứng chân trước chân sau để vào tư thế row, sau đó dùng một tay kéo thanh tạ lên, đồng thời kết hợp xoay người rồi nhanh chóng chuyển tay và đẩy tạ qua đầu. Mới đầu chưa quen, việc đổi tay và xoay người cùng lúc sẽ khiến bạn dễ mất thăng bằng, nhưng đây cũng chính là một phần thử thách của bài tập này. Vì thế, mình sẽ không chỉ khỏe hơn mà còn phát triển được khả năng thăng bằng và phản xạ của cơ bắp, rèn luyện sự phối hợp của cơ bắp với nhau. Chuyển sang bên còn lại cũng 7 rep tương tự. Bên không thuận sẽ còn có thể dễ mất thăng bằng hơn nữa, nhưng mà cứ bình tĩnh rồi dần dần mọi người sẽ quen thôi.
Sau mỗi rep, mọi người cũng có thể dừng một chút để lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục tập cũng được. Cứ thật bình tĩnh và tập trung thôi. Bài này nếu không có dụng cụ như mình thì các bạn cũng vẫn có thể tập được bằng cách chống một đầu thanh tạ vào góc tường. Mình đã từng làm như vậy rất nhiều lần rồi. Tiếp theo, mình sẽ dùng dây kháng lực để tập bend dip. Dùng một dây đủ nặng để mình có thể kéo được hết sức khoảng 10 rep. Không giống như việc đẩy tạ nặng và chậm để xây dựng cơ bắp, nhờ khả năng co giãn, nặng dần khi căng của dây kháng lực, nó cho phép mình tăng tốc độ thực hiện động tác, rèn luyện cho cơ bắp khả năng phát lực nhanh hơn. Như các bạn thấy, khi xuống thì mình kiểm soát hơn như đang dồn nén sức mạnh lại, để khi đẩy thì bung lên, nhanh, mạnh và dứt khoát nhất có thể. Bài thứ tư là một bài kéo Explosive L-sit pull-up. Cầm vào xà để hai tay hẹp hơn vai một chút sẽ kéo có lực hơn. Sau đó giữ chân L-sit và dùng lực kéo bay người lên cao. Bài tập này sẽ cho mọi người một bộ xô mạnh mẽ và điều này rất quan trọng khi mình tập calisthenics vì nó bổ trợ cho rất nhiều các động tác xà khác. Kéo thật cao 7 rep nhé. Tới bài thứ năm là High Box Explosive Push-up. Bài này sẽ cần phải chuẩn bị hai cái bục cao ở hai bên hoặc là ghế cũng được, tầm ngang đầu gối hoặc thấp hơn nếu các bạn chưa quen, hoặc cũng có thể là cao hơn thì các bạn đã quá mạnh rồi. Bắt đầu từ động tác chống đẩy, búng người lên cao và bắt hai tay lên hai bên ghế. Khi thả người xuống, nếu tiếp nhận lực có kiểm soát và cảm nhận được đà nhún thì có thể tận dụng lực này để búng người lên luôn. Động tác này sẽ đòi hỏi phải phát lực nhanh và dứt khoát thì mới có thể có đà khiến người bay cao lên được. Điều này khác hoàn toàn với việc đẩy được nhiều rep hay đẩy tạ nặng. Cuối cùng, sau khi xong hết các bài tập cho sức mạnh ở trên, mình sẽ chạy máy khoảng 15 đến 20 phút để rèn luyện thêm cả sức bền và thể lực và tập để tăng VO2 max lên. Mạnh nhưng mà cũng cần phải có thể lực để duy trì được sức mạnh đấy. Phương pháp chạy của mình là mình sẽ chạy theo vòng, nhanh chậm xen kẽ nhau, cứ 60 giây chạy chậm thì lại sẽ có 60 giây chạy nhanh. Thường là mình sẽ chạy chậm 60 giây ở mức 6-7, sau đó 60 giây chạy nhanh duy trì ở mức 12-13. Con số này thì có thể thay đổi tùy vào cái máy bạn chạy, nhưng mà cái concept tập và thời gian chạy thì vẫn như vậy nhá. Gần đây thì mình có thường xuyên chạy đều hơn vì ở nhà mình có máy, tuần nào mình cũng cố gắng chạy ít nhất một lần một tuần và mình cảm thấy bản thân mình đang dần dần dẻo dai hơn, thực sự luôn, nên mình cũng muốn mọi người thử và cảm nhận. Mình biết là có rất nhiều anh em chỉ tập tạ mà không chơi một tí cardio hay môn thể thao nào khác, tin mình đi, thử một thời gian, cam đoan việc tập tạ của mọi người cũng sẽ tiến triển hơn rất nhiều. Các bạn thấy sao về buổi tập ngày hôm nay? Mặc dù chỉ có một vài bài thôi, xong rồi vào tập chạy luôn, nhưng mà chắc xong khoảng 2 bài là nhiều bạn thở dốc rồi đúng không? Mình biết mà, tại vì mình cũng thế. Mặc dù khối lượng tạ và số rep không hề nhiều một chút nào luôn, nhưng bởi vì cách mà mình thực hiện các bài tập khiến cho buổi tập vẫn rất là thấm. Dần dần mọi người có thể làm cho nó khó lên bằng cách rút ngắn thời gian nghỉ, thời gian tập hay là tăng khối lượng tạ lên. Thế nên mọi người đừng quên ghi chép lại kết quả tập của mình để theo dõi được tiến độ tập trong một thời gian để xem mình đang tiến bộ ra sao. Trong vlog lần trước mình có chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng mình đang sử dụng tên là Strong để theo dõi mọi chỉ số ở trong buổi tập của mình. Nó có thể giúp mình dễ dàng ghi chép lại từ khối lượng tạ này, số rep, số set, thời gian nghỉ, thời gian tập, vân vân mây mây, tất cả các chỉ số của buổi tập đều có thể được ghi vào cái app này. Và một điểm hay nữa là có thể dùng thông được cả ở trên iPhone và Apple Watch. Và đấy cũng là lý do mà mình mới mua cái Apple Watch SE này, để trong lúc tập mình không phải sờ vào điện thoại của mình nhiều, tập trung hơn vào buổi tập được ấy. Khi nào tập thì mình chỉ cần ở trên đồng hồ điền luôn cả số rep, số set mình vừa tập qua cái app Strong vừa rồi, theo dõi thời gian nghỉ, thời gian tập ở trên này luôn, rồi chuyển nhạc, mọi thứ đều có thể làm qua được chiếc Apple Watch SE này. Mọi người có công nhận là nhiều lúc tập tay cầm điện thoại ấy, mất tập trung hơn nhiều, thỉnh thoảng cứ Insta rồi Facebook ấy, hết thời gian nghỉ luôn. Thế nên mình cũng nghĩ là một chiếc đồng hồ thông minh là một khoản đầu tư xứng đáng cho tất cả những ai đang quan tâm đến việc theo dõi sức khỏe của mình. Nhất là khi các bạn có thể lên web của Cellphonet để săn flash sale vào ngày 26 tháng 11 tới. Giá cho một chiếc Apple Watch SE 44mm này chỉ còn có 7.690.000 mà thôi. Và ngay sau đấy cả đôi tai nghe Beats Studio Buds này cũng sẽ được flash sale vào ngày 29 tháng 11 tới. Giá chỉ còn 2.990.000 mà thôi. Nếu các bạn cũng là một fan của rap hip hop giống như mình, thích kéo tạ theo từng nhịp bass thì đừng bỏ qua cơ hội này để sắm full combo đồ đi tập nhé. Cuối cùng như thường lệ, đừng quên like cũng như subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Zinfa.